Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trị Tô Lâm không phải là không có kịch bản. Nếu Phạm Minh Chính, Lương Cường, Phan Văn Giang là ba người có thể gây khó khăn cho Tô Lâm. Phạm Minh Chính là thủ tướng, là người duy nhất trong bộ chính trị, có đủ tiêu chuẩn để tranh chức tổng bí thư với ông Tô Lâm tại đại hội 14. Hai người còn lại không đủ tiêu chuẩn để ứng cử chức tổng bí thư. Tuy nhiên, họ lại đang có cơ hội rất lớn để hình thành liên minh cân bằng quyền lực với phe công an của Tô Lâm. Lâu nay, Bộ Chính trị vẫn được xem là bộ siêu quyền lực quyết định mọi vấn đề, từ nội chính đến các chính sách lớn để phát triển đất nước. Bộ Chính trị chỉ tạm thời bị lưu mờ trong thời gian ngắn gần đây, khi Tô Lâm dùng hồ sơ đen khiến phần lớn thành viên trong đó phải ngồi im để Tô Lâm thực hiện cuộc đảo chính mềm. Hiện nay, Bộ Chính trị có 15 người nhưng chỉ có hai người thuộc phe Hưng Yên của ông Tô Lâm, còn lại 13 người, chưa rõ có bao nhiêu người ủng hộ ông. Điều này hiện là ẩn số và cũng tiềm ẩn mối nguy không nhỏ đối với ông Tô Lâm. Và đây là hình Tô Lâm đang lớn ác bộ siêu quyền lực. Phần còn, còn lại của bộ chính trị có 3 nhân vật hàng đầu có thể làm khó dễ đối với ông Tô Lâm như đã chỉ ra là Lương Cường, Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang. Nếu xét từng cá nhân thì mỗi người đều không phải là đối thủ của Tô Lâm, nhưng nếu ba người này liên minh thì chưa biết điều gì xảy ra. Đấy là câu hỏi cần phải đặt ra vì khả năng này là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Việc phòng thủ một cách thụ động trước Tô Lâm không phải là giải pháp tốt. Cho đến nay, ông Tô Lâm đang tận dụng mọi nguồn lực trong tay để khoan thủng kho dữ liệu mật của ông Phan Văn Giang và ông Phạm Minh Chính khả năng cao Tô Lâm sẽ tấn công vào Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Phạm Ngọc Hùng vì đã quá tuổi hưu. Nếu ông Giang và ông Chính không có phương án B dự phòng, thì tuyến phòng thủ kiên cố Phạm Ngọc Hùng trước sau gì cũng thủng. Kịch bản Lương Cường làm chủ tịch nước, sau đó bắt tay với Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang tạo thế kiền ba chân thì sẽ vô cùng vững chắc. Khi đó, phe này sẽ sử dụng công thức tứ trụ cộng tứ trụ cộng quân đội không có lý do gì lại phải chịu lép vế trước công thức tứ trụ cộng công an của Tô Lâm Nếu liên minh này trở thành hiện thực thì đấy có thể là kịch bản tốt nhất cho phần còn lại trong bộ chính trị có thể sử dụng để trị ông Tô Lâm Tô Lâm có lợi thế là đang nắm giữ trong tay vũ khí hồ sơ đen mà hầu hết các đối thủ của ông không có Những người từng ngã ngựa dưới bàn tay Tô Lâm như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai Đều biết tất cả các đồng chí đều nhem nhút như nhau Nhưng lại không có bằng chứng cụ thể Không có trong tay hồ sơ rõ ràng Để cân bằng với ngón đòn của Tô Lâm Vì vậy họ đang chấp nhận thất bại một cách tức tưởi Và đây là hình Nếu thế kiền ba chân hình thành Có thể khiến Tô Lâm sẽ phải co vội Thế nhưng Bộ Quốc phòng lại có bộ máy điều tra tuy không hùng hậu như bộ máy công an của Tô Lâm, nhưng nếu biết tận dụng, nó vẫn có thể phát huy tác dụng. Tô Lâm có bộ máy khổng lồ, có thể điều tra hàng trăm đồng chí. Bộ máy điều tra của Bộ Quốc phòng thì khiêm tốn hơn, nhưng vẫn có thể nhắm vào một mình Tô Lâm mà đánh. Nếu có thể tìm đầy đủ thông tin và bằng chứng cụ thể, thì vẫn có thể dùng nó để uy hiếp lại Tô Lâm. Trị Tô Lâm chỉ có thể dùng chiêu gậy ông đập lưng ông là hiệu quả nhất. Cả phần còn lại của Bộ Chính trị đều đang cảm thấy bất an vì kho dữ liệu lớn đang nằm trong tay Tô Lâm. Nếu Bộ Ba Lương Cường, Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang tạo được liên minh thì có thể chặn đứng được Tô Lâm để dọn đường cho các thế lực khác trỗi dậy. Lúc đó, Bộ Ba này sẽ được rất nhiều nhân vật trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng ủng hộ. Hãy đợi xem kịch bản này có thể xảy ra hay không. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chị Tô Lâm không phải là không có kịch bản. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới bà Trương Mỹ Lan bị thêm án trung thần, cơ hội cho tòa án bán công lý. Vào ngày 7 tháng 10, tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan bị đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên án tù trung thân, chung cho ba tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình. Như vậy nếu này cộng thêm án trung thần, thì tổng hợp án tử hình thì vẫn là tử hình mà thôi. Mức án bị đề nghị ở phiên tòa giai đoạn 2 này có phần nhẹ hơn phiên tòa trước. Bà Lan luôn là người phải chịu mức án cao nhất trong số các bị cáo. Các vụ án của bà liên quan đến rất nhiều nhân vật lớn, đáng chú ý là sự giúp đỡ của ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để thâu tóm đất vàng và sự giúp sức của ông Nguyễn Văn Bình, cựu phó thống đốc sau đó là thống đốc ngân hàng nhà nước trong việc thành lập ngân hàng SCB vào hồi năm 2012. Vụ án này được kỳ vọng đã sẽ khui ra những nhân vật lớn một thời để những quan chức từng tham gia phá hoại nền kinh tế đất nước phải đền tội. Nhưng sự thật thì Bộ Công an đã khoanh vùng không cho động đến những nhân vật lớn này. Các quan chức nhúng chàm vẫn được bảo vệ, còn chủ doanh nghiệp thì bị đem ra làm dê tế thần. Bà Trương Mỹ Lan không thể thâu tóm đất vàng, cũng không thể tổ chức lừa đảo với quy mô lớn trong thời gian dài như thế nếu không có sự giúp sức của các quan chức cấp cao. Tuy nhiên, những thủ phạm chính đã tạo ra một Trương Mỹ Lan huynh đảo nền kinh tế đất nước lại được bảo vệ. Đây là kiểu chống tham nhũng để khoe thành tích chứ không phải chống triệt để. Phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo đồng phạm là dịp để thị trường buôn bán công lý sôi động lên. Theo sau là bê nổi của vụ án là những màn chạy án đằng sau cánh sân gà của sân khấu diễn tuồng công lý này. Đây là thông tin được những người trong cuộc cung cấp. Trên thực tế, những đại án kinh tế đều có màn chạy án và gần đây nhất là vụ án chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á. Những vụ án này ban đầu đưa ra nhiều mức án rất cao, trong đó có cả án tử hình và trung thần nhưng khi kết án thì không ai có bị án tử hình nào, ván trung thân cũng được giảm xuống rất nhiều. Đấy chính là kết quả của quá trình chạy trọt đằng sau hậu trường. Còn nhớ vào hồi tháng 3 khi vụ án Phạm Tỉnh Phát sắp đưa ra xét xử giai đoạn 1, cơ quan tố tụng cũng đề nghị 13 bị cáo ở không hình phạt có mức án cao nhất là tử hình. Nhưng đến khi kết thúc thì chỉ có một án tử dành cho bà Lan tức là phiên tòa này đã thành công bán 12 án có nguy cơ bị tử hình và số tiền thu được ắt không hề nhỏ đút túi các quan chức cấp cao và đặc biệt là bên công an, viện kiểm sát và tòa án. Việc bà Lan vẫn bị án tử hình nguyên nhân được cho là làm giá để mua án tử hình của bà quá cao nên chưa bán được. Một số nhân vật am hiểu tình hình đánh giá rằng trước do đại gia có hoa này cũng sẽ xuất tiền túi ra để mà mua án. Còn có phiên phúc thẩm và có có lệnh ân xá của Chủ tịch nước, bà Lan còn rất nhiều cơ hội để mua án thoát thần. Vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan tuy lớn, nhưng điều tra và xét xử không đến nơi đến chốn. Việc các quan lớn đã giúp bà thâu tóm đất vàng và thâu tóm ngân hàng SCB thì đều thoát cả, cho thấy nguyên nhân gây ra sự méo mó của nền kinh tế vẫn không hề được chấn chỉnh. Quan chức đỡ đầu sân sau để làm giàu bất chính vẫn được bảo vệ. Đấy chính là vùng cấm tai hại của đảng. Với bộ máy công quyền này, với hệ thống tư pháp này thì sẽ luôn sản sinh ra những trường Mỹ Lan triệt một tội phạm để thế này sẽ sinh ra rất nhiều tội phạm khác. Muốn triệt được tham nhũng và hiện tượng doanh nghiệp thân hữu chỉ có thể thay đổi chế độ, tư bỏ tư tưởng cộng sản mà thôi. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin bà Trương Mỹ Lan bị thêm án trung thần cơ hội cho tòa bán công lý. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo đề.